Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Hoa hậu Phương Lê tuổi 12 đã sở hữu khối bất động sản giá trị. Mới đây, Hoa hậu Phương Lê khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thông báo đã ly hôn với chồng doanh nhân sau hơn 13 năm chung sống. Nói về lý do đường ai nấy đi cô cho biết do cả hai quá khác nhau trong suy nghĩ và quan điểm sống nên không thể thống nhất và quyết định dừng lại mối quan hệ này. Dù đã ly hôn nhưng cả cô và chồng cũ vẫn xem nhau như người thân và cũng chăm sóc các con, dành những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho con, đó cũng là mong mỏi của tất cả những người đã làm cha làm mẹ. Sau khi ly hôn, người đẹp dường như khá thoải mái với cuộc sống hiện tại. Trên trang cá nhân cô đăng tải hình ảnh chụp cùng cô con gái lớn, cùng những lời nhắn nhủ vô cùng ngọt ngào ấm áp. Chị hai của mẹ, 12 tuổi, cao 1m63 rồi. Chị hai cứ hạnh phúc bình an, còn lại thế giới ngoài kia để cha mẹ tính con nhé. Hà Đông Nghi, Victoria Hà, chỉ với vài dòng chia sẻ, nàng hầu đã cho thấy cách hành xử văn minh của mình khi vẫn vô tư nhắc đến chồng cũ một cách nhẹ nhàng. Được biết cặp đôi có ba cô con gái là Đông Nhi và cặp sinh đôi Băng Nghi, Chiêu Nghi. Trước đó trong một buổi live stream trên trang cá nhân vào sáng 19 tháng 5, sau khi có nhiều tin đồn thất thiệt xoay quanh câu chuyện phân chia tài sản sau khi ly hôn, Phương Lê đã có những chia sẻ rõ ràng về căn biệt thự hơn 200 tỷ đồng mà cô đang sinh sống hiện nay. Cụ thể, nàng hậu cho biết nhà là của con lớn, bé Victoria, chứ không phải của chúng tôi. Đó là món quà chúng tôi tặng con gái đầu tiên. Không những thế, người đẹp còn khiến dân tình trầm trồ khi tiết lộ cô con gái đầu đông nghi được bố mẹ tặng rất nhiều nhà đất. Nhà đó đợt trước hai vợ chồng mua đất, mua nhà tặng cho con nhỏ vì nó là đứa con phong thủy của ông ấy. Tôi và ông ấy quyết định cho nó ngôi nhà đấy. Hồi đó tôi và ông ấy chỉ ở ké, đứng tên dùm con. Ngày sinh nhật 18 tuổi sẽ trả lại cho con và cũng viết di chúc rồi. Lỡ chúng tôi có sao thì anh chị em cũng không chia chác được cái nhà của con. Dù mới 12 tuổi nhưng Đông Nghi đã sở hữu rất nhiều bất động sản có giá trị lớn, điển hình là căn biệt thự hơn 200 tỷ đồng. Trước đó, trong một lần tranh cãi với ca sĩ Quế Vân về rama giữa Hồ Văn Cường và cố nghệ sĩ Phi Nhung, nàng hậu đã vô tình hé lộ chủ nhân của căn chung cư cao cấp rộng 162m2 ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là của con gái Đông Nghi. Hồ Văn Cường, nếu con cần nhà để ở khi chưa mua, cô có một căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ rộng 162m2, cô cho con và gia đình mượn ở. Đây là căn hộ của con gái lớn cô và em đã đồng ý cho gia đình con mượn. Cô biết giờ đây chỗ ở yên tĩnh quan trọng với con lắm và mẹ nuôi con trên trời sẽ vui và yên tâm hơn. Đông Nghi sở hữu chiều cao vượt trội thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện, Đông Nghi khiến không ít người ngưỡng mộ khi mới chỉ 12 tuổi đã sở hữu hàng loạt những bất động sản có giá trị lớn. Không chỉ sướng từ trong trứng nước, cô bé còn sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, gương mặt hiền lành cùng chiều cao 1m63 đáng ngưỡng mộ. Được biết để có chiều cao vượt trội như vậy, Đông Nghi rất chăm tập thể thao, đặc biệt là bộ môn bơi lội. Không chỉ xinh xắn, Đông Nghi còn có thành tích học tập xuất sắc. Cô bé có thể nói tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp, chơi đàn piano. Ngoài ra cô bé còn nằm trong top học sinh giỏi của trường. Được biết hiện nay cả ba cô con gái của nàng hậu đều học cùng trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh với mức học phí đắt đỏ đôi chân dài miên man dù mới 12 tuổi, Đông Nghi được dự đoán sẽ sớm trở thành chân dài có tiếng trong VBIT. Cả ba cô con gái của Phương Lê đều vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Khác với những bà mẹ khác, Phương Lê lại có cách dạy con rất riêng biệt. Theo cô, khi con có tiền rồi thì sẽ không cần và không dễ bị xa ngã vào những thứ không tốt để kiếm tiền. Bởi vậy, cô luôn sắm sửa quần áo hiệu cho con và cho các con thẻ đen với hạn mức 2 tỷ đồng. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo